Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách xóa nền trắng của ảnh. Ví dụ như ở đây, tôi có một hình ảnh và hình ảnh của tôi á là chú sư tử. Tuy nhiên ở đây nè, sau chú sư tử là nền trắng. Bây giờ tôi muốn là xóa cái nền trắng đi. Chỉ giữ lại chú sư tử mà thôi. Thì để xóa nền trắng cho ảnh á thì chúng ta có rất là nhiều cách. Bạn có thể là sử dụng phần mềm Photoshop để chúng ta xóa nền trắng đi. Tuy nhiên trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách nhanh và đơn giản nhất để các bạn có thể là xóa nền trắng thì cách làm cụ thể như sau đầu tiên á các bạn chúng ta sẽ mở trên trình web lên rồi tiếp theo ở đây các bạn chúng ta sẽ truy cập vào trang là remo.bg nhớ nha các bạn chúng ta sẽ truy cập vào trang web có địa chỉ là remo.bg sau đó bạn bấm enter đó lúc này á tôi đã truy cập vào trang là remo.bg tiếp theo tôi sẽ tiến hành là upload tấm hình lên trang này để tôi tiến hành là loại bỏ nền trắng bằng cách là bấm vào upload image này sau đó ở đây tôi sẽ chọn hình ảnh mà tôi muốn là loại bỏ nền trắng đó tôi chọn vào hình ảnh chú sư tử bấm vào open thì lúc này á hình ảnh sẽ được tải lên trang web sau khi tải lên xong rồi á nó sẽ tiến hành là loại bỏ nền trắng cho chúng ta đó bạn thấy không chú sư tử á nó đã loại bỏ nền trắng nó chỉ còn lại là chú sư tử mà thôi sau khi loại bỏ nền trắng xong rồi bây giờ tôi sẽ đa tấm hình về bằng cách là bấm vào download đó hình ảnh sẽ được tải về rồi bây giờ tôi sẽ mở tấm hình này lên đó các bạn thấy không lúc này á nền trắng ở phía sau chú sư tử đã bị loại bỏ lúc này chỉ còn lại chú sư tử mà thôi rồi bây giờ tôi muốn là xóa nền trắng cho tấm hình khác thì ở đây á tôi sẽ reload lại đường link của trang web Nhớ nha, chỉ còn là remo.pg mà thôi Sau đó ở đây tôi sẽ bấm vào upload email Để tôi tải hình ảnh lên Rồi tương tự ở đây Tôi sẽ loại bỏ nền trắng của chú hổ này Chọn vào chú hổ này, bấm vào Thì lúc này á Hình ảnh chú hổ sẽ được tải lên trang web Đó, sau khi tải xong rồi á Nó sẽ loại bỏ nền trắng ở phía sau Bây giờ tôi sẽ tiến hành là tải hình ảnh về Bằng cách là bấm vào download này Đó, hình ảnh sẽ được tải về rồi bây giờ tôi sẽ ra màn hình đã có của máy tính để tôi kiểm tra đây là hai ảnh mà tôi vừa loại bỏ nền trắng đó, hình chú hổ này nó đã loại bỏ nền trắng phía sau tương tự là hình ảnh chú sư tử đó, nó cũng vậy nha rồi đối với chú khủng long này á thì tôi cũng làm tương tự nha rồi như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách xóa nền trắng của ảnh nếu thấy video hay rồi đó thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn bạn đã theo dõi